Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 285 thí sinh dự thi, trong đó có 98 lượt thí sinh tham dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 670 thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm. Kết thúc 2 ngày thi, đa số thí sinh có tâm lý khá thoải mái. Nhiều em cho rằng đề thi các môn năm nay bám sát kiến thức trong chương trình sách giáo khoa, các câu hỏi mang tính phân loại cao. Chương trình ôn thi của giáo viên ôn cho bọn em thì khá là sát với cả đề thi trung học phổ thông năm nay, và cũng đề thì khá là dễ, vừa với sức của bọn em. Môn văn thì gọi là khóa em ôn trúng tủ, cho nên là cũng nhiều bạn làm được. Chắc là không có bạn nào dưới điểm trung bình. Nhiều thí sinh tự do đăng ký thi tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh cho rằng đề thi các môn có độ phân hóa cao so với năm 2021. Em thấy đề thi lần này thì có độ phân hóa hơn đề thi của năm ngoái và nó cũng khá là vừa sức với em ạ. Đề năm nay là phù hợp với khả năng của em. Em tự tin nhất là môn sử. Sau 2 ngày diễn ra, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã được tổ chức thành công trọn vẹn khi vừa đảm bảo an toàn, vừa chất lượng và đúng quy chế.